Đúng rồi, là các em vừa được nghiên cứu một cái thể thuật sắp xếp. Thế thì trong đó thì những thể thuật mà có độ phức tạp là Ender Quỳnh Vương ấy, như là sắp xếp kiểu chọn, sắp xếp kiểu chèn, hay sắp xếp kiểu đổi chỗ, hay là sắp xếp đổi vọt. Chúng ta chỉ áp dụng cho những chỉ sắp xếp mà có cái số lượng phần tử ít và kích thước nhỏ. Trong đó về tốc độ thì các thể thuật sắp xếp như là phút chọn, sắp xếp một chọn hoặc là hít vào là những thể thuật sắp xếp tổng quát, và nó sẽ giảm được đáng kể so với thể thuật sắp xếp kiểu lựa chọn, kiểu chèn và kiểu đổi bọt. Nhưng mà nhớ rằng là cái tư tưởng của sắp xếp kiểu đổi bọt ấy và kiểu chèn ấy thì nó không sử dụng để quy. Mà trong trường hợp bây giờ sắp xếp theo cái thuật quy chọn, mực chọn hoặc là hít thì nó dùng thuật để quy nhiều. Nhược điểm của cái thể thuật sắp xếp kiểu quy chọn ấy là do suy biến. Trong trường hợp ấy là chúng ta được một cái giấy sắp xếp đã thực hiện theo đường ngược thì cái sắp xếp nó sẽ gây ra cái số lượng sắp xếp cao rất nhiều. Thuật toán sắp xếp mộc chọn ấy đòi hỏi thêm một khoảng không gian để dùng cho phụ, như là thầy đã nói với em trong cái phần chi tiết. Còn thuật toán sắp xếp hít chọn ấy thì mã lệnh hơi phức tạp và khó nhớ, nhưng mà tư tưởng thì rất dễ nhớ, tức là anh cứ vuốt mình đúng, sau đó rồi anh đưa phần tử ra ngoài cho đến khi nào cái đống đó nó bé lại thì ta được một cái xếp theo kiểu ngắn dần. Tuy rằng là những đặc điểm của thuật toán sắp xếp theo dạng chi để trị như là hít chọn, mộc chọn hoặc là hít chọn, nó là thuật toán sắp xếp nó phức tạp nhưng mà hiệu quả nó cao đối với những loại dữ liệu lớn. Và khi mà bộ dữ liệu khá lớn ý, thì cái tính ưu việt của các thuật toán sắp xếp chi để trị nó cao rất nhiều. Thì với những cái nội dung mà thầy trình bày của cái bài sắp xếp ấy thì các em sẽ được thử nghiệm qua những cái môn học, cũng như là chúng ta sau này chúng ta thực hiện một số các cái bài tập ứng dụng ấy, thì cái việc đầu tiên người ta muốn là anh phải sắp xếp cái tập hợp cái dữ liệu đó theo một cái khóa nào đó. Đấy, thì thuật toán sắp xếp thế này nó còn một cái phần nữa thì trong cái nội dung của chúng ta thì ta có trình bày kỹ hơn, đó là sắp xếp ngoài. Ở đây chúng ta là sắp xếp trong tất cả đây là trong bộ nhớ, các biến ta mô tả mảng quan trọng bộ nhớ. Nhưng mà có những trường hợp thì chúng ta có hẳn một cái dữ liệu quá lớn là nằm trên đĩa thì chúng ta phải gọi vào bộ nhớ để ta sắp xếp. Thì mong rằng là các em ý, là sau khi làm các bài tập và phần cuối bài so sánh có kết quả, và thậm chí các em có thể đưa chương trình này em cho vào máy tính chính chạy, em sẽ thấy rằng hiệu quả của các thuật toán sắp xếp như thế nào. Mà ra nên chạy chương trình ấy bằng chính cái ví dụ mà chúng ta lưu ở trong bài học để chúng ta có cái so sánh. Một lần nữa chúc em thành công trong cái môn học về cấu trúc tiểu tập. Đấy là 7 cái bài rất là cốt lõi trong cái giáo trình về cấu trúc tiểu tập. Chúc em thành công trong tập.